Shop hàng nhập nội địa xin chào các bác. Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2019 thì thời tiết Hà Nội thì đang mưa nồm, rất là ẩm thấp, trời rất là lạnh, rất là mưa rất là bẩn. Cho nên là em có giới thiệu với các bác là một cái máy, chiếc máy hút ẩm và một cái chiếc máy lọc không khí. Thời tiết Hà Nội thì rồi bụi mịn, rồi là bụi này bụi kia rất là nhiều, rất là ô nhiễm. Cho nên là rất nhiều gia đình đang gọi là chú ý đến cái vấn đề về máy lọc không khí trong nhà. Một thời gian một ngày các bác ở trong nhà thì nó cũng rơi vào tầm khoảng 10 đến 15 tiếng. Thì cái bụi mịn nó bay lơ lửng trong nhà rất là nhiều, như phòng ngủ rồi là phòng khách, rồi là mùi hôi. Nhất là nhà các bác nào mà ở chung cư hay là có bếp nó liền với cả nhà để vào phòng nhiều khi rất là hôi. Như vậy thì các bác có thể sắm cái chiếc máy lọc không khí này thì nó vừa có cái tác dụng là khử cái bụi mịn, lọc cái bụi mịn và khử cái mùi hôi. Rồi nó có tác dụng bù ẩm cho những ngày khô hanh khô như cái đợt cách đây tầm 10 ngày vừa rồi. Đây, máy lọc không khí này thì em giới thiệu các bác một cái con Saab. Máy lọc không khí Saab rất hiện đại, đời cao 2014. Đời cao 2014 các bác nhé. Đây 2014, máy tình trạng thì rất là đẹp. Cánh gió đảo mở tự động luôn, cánh gió mở tự động. Rất là nhiều tính năng là bù ẩm, lọc không khí và khử mùi. Có báo phần trăm độ ẩm rất là tiện lợi. Đây báo được cả nhiệt độ. Ngoài trời hôm nay nó báo nhiệt độ đây nó đang là 21 độ C. Đấy có ion diệt khuẩn. Đây ạ. Một cái máy đa năng, rất là nhiều các tính năng hiện đại. Đời rất là cao. Con này thì là giá là 3,4 triệu các bác nhá. Em bán là 3,4 triệu cho một chiếc máy lọc không khí này, sử dụng điện 100V. Bác nào mua thì em sẽ tặng kèm theo một cái cục đổi nguồn. Đấy. Và những ngày trời mà hanh khô thì các bác có thể bỏ cái bình nước này ra. Đấy, bình nước này ra các bác đổ nước vào đây để các bác bù ẩm cho phòng của mình, nó đỡ bị ẩm, đỡ bị khô, da khô rồi là mũi họng nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người lớn và trẻ nhỏ, người già và trẻ nhỏ. Đây là một cái chiếc tác dụng của một chiếc máy lọc không khí, rất là nhiều các cái tính năng hút ẩm, xin lỗi các bác, bù ẩm, lọc không khí, khử mùi và phóng ion diệt khuẩn, báo nhiệt độ môi trường, báo độ ẩm trong phòng. Đấy, rất là nhiều các cái tính năng, lọc bụi mịn 2.5 PM ion nữa các bác nha. Đấy. Còn bên cạnh đây là một cái chiếc máy hút ẩm dành cho những ngày như ngày hôm nay chẳng hạn, độ ẩm cao 78% rồi các bạn này, độ ẩm cao, trời nồm thì các bác sử dụng cái máy hút ẩm này. Đây là một cái máy hút ẩm của hãng Panasonic, lại có mã FIHE15X. Con này thì hàng Nhật Bản sản xuất, họ sản xuất con này là điện 220V thôi nhé, họ không dùng một nước họ mà sản xuất để xuất đi các nước khác hoặc là bán cho các khách du lịch. Con này có công suất hút là 15 lít trên ngày. Hàng của hãng Panasonic sử dụng công nghệ Hybrid. Những ngày mà trời nồm ẩm thấp mà các bác nhìn các cái đồ đạc trong nhà nó mốc rồi nó sẽ ẩm hơi nước đầy nhà thì các bác sử dụng máy hút ẩm này. Trên người Nhật họ rất tinh tế, tất cả các loại máy móc gì mà phục vụ tốt cho sức khỏe họ đều làm ra cả. Họ làm tất cả những cái gì mà máy móc tốt cho sức khỏe họ làm. Ở bên Nhật theo như em thì chưa đi Nhật bao giờ, nhưng mà theo như em được biết là những người đi Nhật về rồi ấy, họ gần như là họ để ý nhà nào cũng có một cái chiếc máy lọc không khí và một chiếc máy hút ẩm. Đấy. Nhất là đối với thời tiết nóng ẩm của Việt Nam, tiết nhiệt đới gió mùa của Việt Nam thì cái máy hút ẩm là cái máy rất là cần thiết trong gia đình và những cái ngày mưa nồm ẩm thấp vào nhà rất là khó chịu. Các bác nào ở nhà chung cư thì sắm cái này cực tuyệt vời luôn. Hay nhà khép kín mình hút ẩm trong nhà toàn bộ luôn. Nhà khô ráo sạch sẽ lắm. Các bác cứ làm thử một con các bác sẽ thấy là nó hiệu quả như thế nào. Vào nhà cực kỳ sạch sẽ, khô thoáng, không có hiện tượng của ẩm mốc. Đây nhiệt độ ẩm 3000 giờ lên 8% rồi. Cái ngưỡng độ ẩm của tốt cho sức khỏe con người mà nó không làm ảnh hưởng đến các cái vật dụng thì nó vào rơi khoảng 60-70% các bác nhé. 60-70%. Thì ở cái con hút ẩm này thì nó sẽ có những cái chế độ hút ẩm
để vào các cái chế độ mặc định tiêu chuẩn đấy, auto rồi các bạn, rồi là các bác có thể là dùng để sấy quần áo. Những cái ngày mùa đông ẩm thấp thì các bác mang quần áo phòng kín, các bác bật máy lên hút ẩm để nó hút ẩm quần áo. Người Nhật họ không mấy khi dùng nhiệt để sấy đâu ạ, mà họ sẽ dùng hút ẩm sấy thì quần áo mình sẽ không bị khô nhăn, không bị hỏng quần áo. Còn nếu mà dùng nhiệt sấy thì nhiều khi hay bị cháy, rồi là ẩm mốc quần áo, rồi là tốn điện. Để các cái máy giặt của Nhật thì họ toàn bộ dùng sấy bằng lốc hết đấy nhá, cái lốc đây cũng như cái máy của mình, nó chạy bằng lốc như điều hòa ấy, như điều hòa tủ lạnh ấy, khi họ không dùng nhiệt đâu. Khi mà sản xuất ra thì nó sẽ tốn kém hơn rất là nhiều so với cả dùng nhiệt. Dùng nhiệt thì chỉ có dùng cái dây may so hay là đốt nóng là đã ok rồi, nhưng mà nó rất là tốn điện và nó ảnh hưởng đến các cái quần áo. Người Nhật họ không sấy bằng nhiệt đâu, tất mà các máy giặt của Nhật họ đều sấy bằng lốc hết. Này. Cái con máy hút ẩm này thì có giá 3,5 triệu các bác nhé, sử dụng điện 220V. Thì trên đây em giới thiệu với các bác hai cái sản phẩm cho những cái ngày Hà Nội có không khí ô nhiễm và trời nồm. Các bác nào mà lấy cả hai con này thì em sẽ có giá tốt cho các bác hơn, em sẽ bớt cho các bác một chút. Nên còn con nào lấy một con thì con lọc không khí Panasonic thì là 3,4 triệu, à lọc không khí Sharp là 3,4 triệu, còn con hút ẩm Panasonic thì 3,5 triệu. Cảm ơn các bác đã theo dõi nhé.